Xin chào mọi người, em chào chị. Đây là lần đầu tiên em đi niềng răng á. Là lần đầu tiên em đi làm răng luôn á. Tại vì hồi nhỏ rồi ấy, em ở quê ấy, em cũng không quan tâm tới răng miệng người kia, nên em cũng đâu có đi làm đâu. Đến bây giờ ấy, em thấy kiểu mình lớn rồi, em cũng tìm hiểu, thì em thấy mình cần đi niềng răng thì nó sẽ đẹp hơn, thế là em đi niềng. Với lại á, cũng là do bác sĩ, tại vì hôm em đi khám á, em tính là khám để kiểm tra thôi, tại vì em đau răng mà. Xong rồi bác bảo em là răng của em nếu mà được thì nên niềng, nó sẽ đúng khớp cắn ấy, xong rồi nó sẽ không bị sâu răng các thứ nữa. Thế là em cũng thấy hợp lý, với lại nó cũng đẹp ấy, em cũng muốn niềng nữa, nên là em niềng. Em niềng trả góp mà, nên là đâu có kiểu quan trọng quá ấy. Một tháng em góp hơn 1 triệu à, nên cũng không có tốn bao nhiêu ấy. Với cả em còn được bác tặng cho một cái máy tăm nước để vệ sinh nữa. Hôm nay thì kiểu gắn mắc cài nên là em cũng sợ đau, nhưng mà bác cũng bảo là không sao hết. Thế em vừa gắn xong rồi cũng không thấy gì hết, bình thường lắm, nhưng kiểu hơi bây giờ ấy, hơi thấy vướng vướng một tí ấy. Dạ, nhưng mà bây giờ em đâu có thấy ê gì đâu, em thấy bình thường lắm. Nó chỉ có là có mắc cài trong miệng ấy, thì mình thấy kiểu lạ lạ ấy. Em hay đá lưỡi vào á, tại vì em thấy nó hơi lạ lạ trong miệng ấy. Còn em thấy bình thường, mẹ em nghĩ ăn uống chẳng sao, tại vì nay em mới ăn một miếng bánh của chị kia cho, thấy bình thường lắm. Ăn thử á, bác cho ăn thử, em ăn thử, tại em đói mà. Em há miệng lâu nữa, nhưng mà có cái đỡ ở trong miệng á, bác có một cái đỡ trong trong á, nên là cũng đỡ hơn. Em đâu có thấy mỏi miệng hay gì đâu, cũng bình thường. Với cả lúc làm ấy, bác hay kiểu trò chuyện với em ấy, cái em nghe xong rồi em thấy thời gian trôi nhanh lắm, về một cái xong bác kêu là xong rồi để kiểm tra đi. Thế là em soi gương em thấy nó lạ lạ, lúc này kiểu mắc cài đang trong miệng ấy. Là em mà biết trước là em niềng sớm hơn á, để cho được đẹp sớm hơn á, nhanh hơn á. Em cũng chúc cho các bạn mà bị đi niềng răng ấy, hoặc là sắp niềng răng ấy, thì nên đi quyết định niềng răng sớm ấy, sẽ được đẹp sớm, với chẳng đau gì đâu, em thấy bình thường lắm, mọi người đừng có sợ. Tạm biệt mọi người, bye bye.